Ok, và chào mừng anh lâu quay trở lại kênh channel của Stalin. Thì mình đây. Ok, thì hôm nay Gangnam vừa mới ra cái sự kiện mới là cho phép chúng ta là nạp một kim cương nhưng mà nhận cái con pet. Thì con pet này đó là tên là Tiểu Hổ nha. Thì kỹ năng nó là nó cho phép chúng ta giảm thời gian bị đánh dấu bởi đối thủ. Tức là con pet này sẽ khắc chế kỹ năng của con Moco trong mobile 30 tiếp theo này. Cũng như là trong mobile 29 này thì chúng ta có một con Moco thức tỉnh đấy. Thì con pet này ra đời để mà mục đích là khắc chế cái kỹ năng của con Moco, nói chung là vậy đi. Và cái giá mà chúng ta cần phải nạp đó chính là một kim cương mà thôi. Và khi mà anh nạp một kim cương ta sẽ nhận được là con pet Tiểu Hổ này, và 300 kim cương thì được thức ăn cho trợ thủ. Thì mình thấy 300 kim cương thì nó khá là phèn nhưng mà đấy thì ok, bây giờ mình cùng đi nạp vô để mà nhận con pet này thôi. Ok, thì mình vừa mới nạp xong để là 20k này mà, thì mình nhận được cái con pet rồi. Thì tên là Tiểu Hổ và bộ trang phục ninja này mà, pet ninja nha. Đấy thì con chủ thủ này mình thấy là kỹ năng nó cũng không phải là quá mạnh đâu, quan trọng là cái chủ yếu là cái ngoại hình của nó thôi đó. Thì để mình nâng cấp lên xem nào, đâu rồi à, đây rồi, Tiểu Hổ à. Ui, thức ăn cho pet của mình hơi bị nhiều nên mà đấy, tuyệt vời, nâng phát lên thẳng level 6 luôn em ạ. Đấy, level 7 luôn. Thì chúng ta lên, khi mà lên được cái level 7 chúng ta sẽ có một cái ngoại hình mới nha. Hành động này. Thì cái skin pet ninja hổ thổ à. Thì hôm nay cũng là có một cái số cái gọi là cái hộp để mà săn cái kỹ năng của con này anh em. Thì cái hộp đó nó cho phép chúng ta là săn những cái kỳ skin của con pet này nha. Đấy, thì mình thấy cái skin này khá là đẹp. Ồ, nhưng mà mình không thích cái con skin cho lắm. Đấy, ok, thay đổi kỹ năng này đi. Hình như mình mua anh mang theo thì phải nha. Hơi kỳ nha. Áo xanh này chứ. Ok, mang theo này. Đấy, test xong rồi mình đem mình trả lại cho nó liền. Đấy, ninja liền. Ok, thì ngoài ra hôm nay chúng ta có một cái sự kiện đó là cho phép chúng ta nhận 10 mảnh thức tỉnh Moco, cũng như là một chiếc xe máy cuồng loạn. Thì chiếc xe máy này chúng ta đã có hồi chiếc xe máy chúng ta đã có hồi năm ngoái rồi. Và năm ngoái thì anh em nhớ là cái thời mà anh em đăng nhập vào cái ngày sinh nhật Free Fire 3 tuổi á, thì có một cái sự kiện đó là sự kiện thắp sáng sinh nhật. Thì khi mà sáng 4 tinh thần, sáng 3 tinh thần á, chúng ta thắp nến thành công thì chúng ta sẽ nhận được chiếc xe máy cuồng loạn này. Đấy, thì cái chiếc này mình đã có rồi nên là bây giờ chắc là mình sẽ không cần đâu. Nhưng mà thôi kệ, nhưng mà chơi 45 phút thì chúng ta có thì cũng được. Đó thì chúng ta cứ dòng chơi 10 phút thì nhận được giấy bay vàng. Chơi 30 phút thì nhận được 10 mảnh thức tỉnh, thì cực kỳ ngon luôn. Còn 40 phút thì nhận được chiếc xe máy cuồng loạn này. Ngoài ra thì chúng ta còn được nhận đó là con nhân vật Moco. Thì Gana cho chúng ta sử dụng có 7 ngày thôi à. Thì 7 ngày này mình nghĩ là có một cái lý do gì đó nè. Đó thì chủ yếu là Gana cho chúng ta xài 7 ngày để mà chúng ta làm cái nhiệm vụ mà thôi. Đấy thì cái nhiệm vụ đó là cái gì? Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Thì bởi bên server nước ngoài á thì họ sẽ có một cái gọi là một cái nhiệm vụ liên quan đến Moco thức tỉnh. Và cái nhiệm vụ này đó là nhiệm vụ cho phép chúng ta là sử dụng Moco để mà chúng ta chơi game. Đây. Thì khi mà anh em chơi đăng nhập một ngày thì chúng ta sẽ nhận được cái con Moco. Thì bên đây cũng giống như vậy thôi. Đấy, thì tiếp theo á thì chúng ta dùng Moco chơi 6 trận, chơi 6 trận dùng Moco thì chúng ta sẽ nhận được cái hầm sát, cái hầm sát ma trận. Thì giống như là bên server Việt Nam của chúng ta thôi, thì nó cũng tương tự như nhau thôi à. Đấy, thì ngoài ra thì bên đây có nhiều sự kiện nó hời hơn. Ví dụ như là sự kiện nhận cái skin bắt 7 hôm qua mình nói nha. Tầm sao hay là một tốc hơi đạn. Ui, cái này toàn những cái gọi là ngon không anh em à. Đấy, thì ok, bây giờ chúng ta cùng quay trở về server Việt Nam mình thôi. Thì xa quá cũng kỳ anh em à. Thì đó là cái lý do mà chúng ta có thể là nhận được cái skin cô cầm sớm cái combo cô thức tỉnh đấy, combo cô thường chứ không phải combo cô thức tỉnh nữa. Ok, giờ thử chiến thường mà test con bé này thế nào. Nói chung thì con bé này chỉ có tốn một kim cương thôi là nên là rất là dễ, anh em tranh thủ vào húp nha. Thì mình nghĩ là tầm khoảng 10 giờ hôm nay thì chúng ta sẽ mở giải mã được cái mức mốc là 25% và sẽ nhận được cái ván sớm thôi. Thì cái ván nó có hiệu ứng cũng ngon đây mà.
Mình nghĩ là trong thời gian vừa qua anh em đã có nhiều cái ván rồi nên là anh em cũng không cần cái ván đó lắm đâu. Thì anh em là đợi thì anh em đợi, còn anh em không đợi thì thôi. Thì nói chung là cái ván này trò chả ai cần đấy. Thì rồi thì mình ván mình nhiều lắm rồi, thì anh em nào cần thì anh em hút cho mình sưu tập thôi. Đấy, ok, thì mình đang có mặt trong trận đấu đội chiến thường nên mà đội chiến ganh giờ này bắn gắt quá nên là thôi mình vô đội chiến thường cho nó lành anh em ạ. Mới vừa vô mình gãy cho mình phát gần nớt cái máu. Ui, đó chưa rồi. Mình không dám bắn xa nên tại vì mấy anh này bắn mà châm ảo lắm. Ảo lắm. Đúng rồi, quá ảo luôn. Bắn mà châm quá ảo luôn. Còn cháu đâu rồi? Một cháu nằm ngay. Bạn hay lắm rồi, bạn hay lắm rồi, mời 500 với chúng tôi này, mời 500 với chúng tôi này. Thì nếu mà nói thật ra về cái kỹ năng combat tiểu hổ này á thì anh em sẽ không bao giờ không không hề thấy nó là có tác dụng trong cái nào cả. Thì lý do rất đơn giản, đó là khi mà anh em mang trang bị combat tiểu hổ thì vô thì anh em bị đánh dấu bây giờ đó thì được nó thấy thôi chứ anh em đâu thấy đâu đúng không? Thì nó chỉ là giảm thời gian hồi chiêu của gọi là thời gian hồi chiêu của ốm mình xưa, cái thời gian mà bị đánh dấu với cái đợt thôi, tức là chỉ có một cô với lại là con như mình nói là con Shigo thì phải. Thì Shigo khi mà chúng ta bị bắn á thì chúng ta sẽ bị cái đợt đánh dấu. Giả sử như chúng ta đánh dấu kẻ địch bên kia đi, bắn kẻ địch kia với bị đánh dấu á thì có thể là thời gian cơ chúng ta sẽ bị giảm thêm một xíu nữa. Đó thì chính là kỹ năng này chỉ có địch mới kẻ địch mới biết thôi chứ mình chúng ta thì không biết đâu. Thì trong OB29 OB30 thì kỹ năng một cô tỉnh sẽ đánh dấu tầm đâu đó là nó 6 hay 5 giây mình đó là vậy, mình đã có review trước anh em xem rồi đó. Thì kỹ năng đánh dấu của nó là 6 hay 5 giây. Rồi sao thằng xuống này nó làm cái gì đấy, ui nó nháo à. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Anh đi này không bắn nhau mà nó cứ lợi nó kiều kiều mình hoài đi mà. Tôi ghét nhất là cái thể loại mà vô game mà không bắn mà cứ dạng như kiểu như là chon chon sao ấy. Không biết anh em như thế nào nhưng mà tôi ghét những thanh niên này. Chơi ganh nếu thường cũng vậy, tôi rất là ghét. Thà là không chơi thì thôi nhưng mà chơi tự nhiên vô cứ vô cho nằm đội thế nhỉ. Anh ta mặc dù nó thường mà anh ta không bắn được cái gì cả, chả hiểu anh đi bắn cái gì. Ok, chúng ta cùng tập trung thôi nào. À, anh đi bọn đầu thì dù chi đô à. Mời cứu bạn, cứu bạn. Ui, cứu đi, phát vỡ đầu ngay, một phát vỡ đầu ngay, đố bạn cứu được đấy. Anh viên áo đỏ chứng tỏ cao ve này, có công nhận là không qua chấm mưa là mạnh kinh. Thì anh em nào có muốn sưu tầm thì anh em cứ sưu tầm thôi, đợi biết đâu sau này là Gana thay đổi kỹ năng lại thì nó cho chúng ta chiêu kỹ năng của nghe nhạc nó mạnh hơn là sao đúng không? Ui dầu xanh gì cũng bắn tôi chết nữa là sao nhờ. Tôi này pha này tôi phải là nhà phát hành game mà tôi cho mấy thanh niên này đi vô hàng chờ hết thời. Dù phát game thì không đáng nói chung, mà giữ nó thường thôi nhưng mà gây ức chế cho đồng đội nha. Bây giờ thanh niên bắn với nhất tem rồi còn gì đâu. Rồi luôn ba hàng lên đây luôn mà chơi gì nữa. Ui lũ này bạn né đi bạn. Ui nó chơi bộ hồi phục bên đây mà.
chế hồi phục anh em à. Rồi anh xuống đường nào, anh xuống đường nào. Bạn xuống đường nào mà nói mình nghe. Còn một thằng nữa thôi, anh đi xuống đẩy đi nào. Đẩy cho đi xuống đi nào. Đâu rồi, một thằng đó rồi, cho nó lẹn luôn này. Thằng đi ở đâu rồi? À đây rồi. Đúng cái đầu ra. Keo ngồi đâu rồi? À, keo ngồi đâu các kiểu thế nào? Ủa, hình như nó bắn vừa rồi anh em. Nếu mà rồi lắm, tôi biết. Ui, đồng đội của tôi ơi. Đồng đội tôi ơi. Đồng đội tôi ơi. Mấy anh đi bắn gà vãi cái đáy ra nha mày. Thời. Đấy, mặc dù đối thường nhưng mà con chúng nó mấy điên nó bắn gà vãi nồi nha. Tôi không phải là tôi bắn hay gì nhưng mà mấy điên thật sự rất là gà. Thật sự ba thằng mà xuống chỉ thua đúng một thằng thôi, thua đúng một thằng luôn mới ghê. Rồi nó cầm hai cái đít luôn, chả hiểu mấy em đi suy nghĩ gì luôn. Để tôi xem, tôi sẽ qua đây tôi à và solo a đúp à, xem là hai a đúp với lại một a đúp cái cậu nào sẽ ăn ha. Nóc chưa rồi. Nóc hết trơn rồi. Nên làm gì? Nhảy ra cháy à. Đấy, chúng tôi này. Đấy với chúng tôi này. Cánh tem anh em à. Có phải thế. Thì ok, nói chung là clip này chủ yếu là đề cập đến vấn đề con vét rồi phân tích kỹ năng của nó thôi. Liên quan đến những con nhân vật nào. Thứ nhất là con Moco, thứ hai là con vật là Glue. Glue thì bật lên thì cái địch cũng bị đánh dấu á, nhưng mà cái địch bật lên thì chúng ta sẽ giảm thời gian đánh dấu hơn. Đó, ok thì nếu mà anh em cảm thấy video mình là nặng bữa thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video mình sau. Bye bye. Join the battle. Be the legend.